chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Bộ máy lãnh đạo vừa được kiện toàn có nhiều gương mặt mới, tất cả đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho đất nước trong thời gian tới. Việc đảm bảo công khai dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đúng trình tự chặt chẽ, góp phần quyết định sự thành công của cuộc bầu cử và đảm bảo chất lượng của đại biểu. Việt Nam tổ chức phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo chỉ đạo công tác quý 1 năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới. Bộ Chính trị thống nhất nhận định, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cấp các ngành đã lãnh đạo chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, tổ chức thành công rất tốt đẹp Đại hội 13 của Đảng và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo được những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự gương mẫu của lãnh đạo cấp cao, sự phối hợp nhịp nhàng, các giải pháp đề ra đúng và trúng đã góp phần quan trọng vào những kết quả tích cực vừa qua và tạo sự tin tưởng kỳ vọng trong xã hội. Trong thời gian tới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp các ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn, thách thức, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Trong đó, cần tập trung chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, gồm đồng chí Trương Thị Mai, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 gồm 11 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia. Trong 7 ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11 khóa 14, Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều chức danh lãnh đạo khác. Có thể khẳng định đây là công việc rất quan trọng nhằm đảm bảo sự chỉ đạo điều hành của bộ máy nhà nước một cách liên tục, nhất là đáp ứng yêu cầu kịp thời triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra. Và trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin dành một phần thời lượng để giúp quý vị có cái nhìn tổng quát và sâu sắc hơn về công tác kiện toàn nhân sự vừa qua. Nhưng trước hết xin mời quý vị cùng nhìn lại hình ảnh các nhà lãnh đạo vừa được bầu và phê chuẩn. Sáng 31 tháng 3, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Sáng mùng 5 tháng 4, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong ngày mùng 5 tháng 4, Quốc hội đã bầu đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi được bầu giữ trọng trách mới, dưới cờ đỏ sao vàng và trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngày 1 tháng 4, Quốc hội đã bầu 3 phó chủ tịch Quốc hội, đó là ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải. Ngày 6 tháng 4, bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức phó chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 7 tháng 4, Quốc hội tiếp tục kiện toàn một số chức danh. Ông Bùi Văn Cường giữ chức tổng thư ký,
chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Vũ Hải Hà làm chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông Lê Quang Huy làm chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ông Nguyễn Đắc Vinh làm chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng. Ông Trần Sĩ Thanh làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Thanh làm trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội. Vào ngày 8 tháng 4, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên chính phủ, đó là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. 12 bộ trưởng, trưởng ngành còn lại là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Bộ máy lãnh đạo vừa được kiện toàn có nhiều gương mặt mới ở Quốc hội và Chính phủ. Đây phần lớn là những cán bộ được rèn luyện qua thực tiễn, một số người được thử thách ở những địa bàn khó khăn. Sau lễ tuyên thệ, các nhà lãnh đạo cũng đã có bài phát biểu nhậm chức, nhận thức rõ trách nhiệm của mình là phải kế thừa và phát huy những thành tựu kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa cho đất nước trong thời gian tới. Tôi nguyện sẽ đem hết sức mình cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng, phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta có chung một trái tim, một mái nhà, một lịch sử vẻ vang và một sứ mệnh vinh quang. Khát vọng về một nước Việt Nam hùng cường 2045, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu như ước nguyện của Bác Hồ và tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Đó không phải là món quà có sẵn vào năm 2045, mà đó là mục tiêu cao cả mà chúng ta hôm nay và những thế hệ tiếp theo phải nỗ lực phấn đấu để giành được. Cha ông ta đã làm nên những trang sử hào hùng được viết bằng mồ hôi xương máu của biết bao nhiêu thế hệ. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng tiếp nối truyền thống hào hùng đó sẽ có nhiều chương sử mới viết tiếp những kỳ tích tiến lên giàu mạnh hùng cường của đất nước ta và dân tộc ta. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường phân cấp, phân quyền, đồng thời xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành. Cải cách mạnh mẽ nền hành chính quốc gia trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân trong giám sát và kiểm soát quyền lực, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đồng thời có cơ chế khuyến khích và bảo vệ người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước coi lời tuyên thệ, lời phát biểu của các nhà lãnh đạo như một lời cam kết trước Quốc hội, trước nhân dân về trách nhiệm của họ trước những vấn đề trọng đại của đất nước. Nhưng niềm tin không chỉ đặt vào những lời tuyên thệ hay là bài phát biểu. Điều mà nhân dân trông chờ hơn hết ở các vị lãnh đạo vừa được bầu có thể tóm tắt lại trong hai chữ: hành động. Vâng, hành động quyết liệt khẩn trương, hành động sáng suốt hiệu quả, hành động tận tâm tận lực để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tôi thì hết sức là tin tưởng vào những cái chương trình hành động. Nó vừa là mang tính tổng quan nhưng mà vừa là có những cái yếu tố rất là cụ thể, và với kèm với cái sự nỗ lực, quyết tâm thì chắc chắn là các đồng chí sẽ hoàn thành được cái nội dung chương trình mà các đồng chí đã cam kết. Tôi rất tin tưởng rằng trên một cái cương vị mới thì các đồng chí đã có kinh nghiệm trong công tác thì sẽ phát huy được những cái mặt mạnh của mình và sẽ cùng với các thành viên khác trong chính phủ, đặc biệt sẽ gắn bó mật thiết với lại Thủ tướng Chính phủ
thì chúng ta sẽ có một đội ngũ cán bộ là đủ sức để gánh vác công việc của đất nước. Chúng tôi cũng rất là mong mỏi với những cái lời tuyên thệ đấy, nhất là những cái tuyên thệ mà từ cái trách nhiệm và cái vinh dự của từng con người phải cố gắng mang hết sức mình để làm sao đấy để đất nước chúng ta đạt những kỳ vọng, những khát vọng như nghị quyết đại hội đảng đã nêu và mong mỏi của từng người dân. Chúng tôi tin rằng là các thành viên chính phủ sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất và hành động để chúng ta sớm đưa Việt Nam chúng ta phát triển mạnh hơn và bền vững hơn. Tôi thấy là cái kiện toàn bộ máy Quốc hội trong cái kỳ này thì đa phần là các đồng chí đã tham gia hoạt động Quốc hội, đã đều tham gia các lĩnh vực công tác của Quốc hội. Cho nên là khi được bố trí vào cương vị cao hơn thì tôi nghĩ là các vị đó là nó có nền tảng rồi. Thì bây giờ chỉ cần là cái tinh thần trách nhiệm với lại cái vị trí cao hơn nữa thì tôi hy vọng là đó là cái điều kiện để các đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là những vị này đã kinh qua là công tác nhiều vị trí cũng như kinh qua công tác ở địa phương, cho nên cái lĩnh vực hiểu biết từng ngành, từng chuyên môn của mình thì tôi rất là tin tưởng các vị bộ trưởng này sẽ sắp xếp ổn thỏa và đảm đương được cái nhiệm vụ trọng trách mà Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Quốc hội tin tưởng giao. Thì rất nhiều bộ trưởng trẻ, thậm chí có bộ trưởng có 45 tuổi. Do đó chúng tôi nghĩ rằng cái đây là một bộ máy có đầy sức sống. Chúng tôi kỳ vọng rằng với cái sự trẻ trung đó được kế thừa của các vị đi trước, những thành quả mà của nhiệm kỳ trước thì quý vị sẽ phát huy hơn nữa. Tôi cũng rất tin tưởng và kỳ vọng vào cái bộ máy cấp cao của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ sẽ phát huy những cái thành tích đã đạt được trong thời gian qua và tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa đất nước chúng ta ngày càng phát triển. Những cái chương trình hành động của các vị đó thì tôi thấy là rất là hoan nghênh, rất là đúng tầm. Nhưng mà quan trọng nhất chúng tôi mong và kỳ vọng là làm sao thực hiện theo đúng cái lời hứa đó, cái chương trình đó. Về phía chính phủ với hai phó thủ tướng và 12 bộ trưởng trưởng ngành khác vừa được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm thì bộ máy chính phủ hiện giờ có nhiều điểm đáng chú ý. Đó là độ tuổi trung bình thấp hơn khoảng 2 tuổi so với chính phủ trước khi kiện toàn. Bộ trưởng trẻ nhất là Bộ trưởng Bộ Xây dựng 45 tuổi. Về trình độ chuyên môn có 2 vị là giáo sư tiến sĩ, 3 vị là phó giáo sư tiến sĩ, 9 tiến sĩ, 13 thạc sĩ và 1 cử nhân. Đó là những cơ sở ban đầu mang đến nhiều sự kỳ vọng trong tương lai. Nhưng kỳ vọng càng lớn thì trách nhiệm cũng càng nặng nề. Điều này chắc chắn mỗi vị lãnh đạo đều cảm nhận rõ. Vậy họ sẽ làm gì để đáp ứng được những mong mỏi của nhân dân? Một số thành viên chính phủ đã có những chia sẻ với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về phương hướng hành động của mình sau khi được bổ nhiệm. Là Bộ trưởng Bộ Tài chính, đây là một kỳ vinh dự hết sức lớn lao nhưng một trách nhiệm hết sức nặng nề. Và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ này thì chúng tôi cho rằng là đầu tiên là phải vượt qua mọi cái khó khăn để thúc đẩy cho nền kinh tế phát triển, tăng cái sức chống chịu cũng như là cái khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, giúp cho các cái doanh nghiệp phát triển và gói cải thiện cái đời sống của nhân dân, đồng thời là tập trung để cải thiện cái nguồn thu, đặc biệt là nuôi dưỡng nguồn thu. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang sắp diễn ra sau thời gian ngắn nữa. Đến những việc mà lớn của ngành cũng như là của cả nước thì tôi cũng sẽ bắt tay vào cái công việc để kiểm tra đôn đốc để các cái công việc đang chuẩn bị đến thời điểm này thì có thể được thực hiện tốt nhất. Còn bên cạnh đó thì đương nhiên là phải bắt tay vào chuẩn bị cho những cái việc lâu dài, chẳng hạn như là triển khai ngay cái việc lập cái chương trình hành động mà để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để làm tròn trách nhiệm của mình. Cái nhiệm vụ của tôi với tư cách là người lãnh đạo ngành thì cần phải cụ thể hóa đường lối đối ngoại của đại hội 13, đưa nó đi vào thực tiễn, phải tập trung làm sâu sắc và đưa vào chiều sâu với quan hệ với tất cả các đối tác. Khi chúng ta đã có quan hệ tốt đẹp
với các nước này thì chắc chắn là cái môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác của chúng ta nó cũng sẽ vững chắc. Ở góc độ văn hóa thì chúng tôi phải khẩn trương để xây dựng cái chiến lược văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2026 để trình chính phủ phê duyệt làm cơ sở để triển khai trong toàn ngành, coi đây là công cụ để chúng tôi quản lý nhà nước ở lĩnh vực văn hóa. Ở góc độ du lịch phải chú ý nhiều hơn du lịch nội địa, các gói kích cầu, các sản phẩm du lịch và chuẩn bị các điều kiện để có thể đón lại khách quốc tế khi trong điều kiện bình thường mới. Lĩnh vực thứ ba mà Bộ đang quản lý đó là thể dục thể thao. Trước mắt đó là phải tổ chức thật tốt cái SEA Games 31. Sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, việc nhanh chóng tiến hành kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao là cần thiết và tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 vừa qua, công tác này đã diễn ra rất thành công. Sự tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới, triển khai đường lối đối ngoại rộng mở, hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, nhất là những thành tích đáng tự hào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Song bối cảnh trong nước và quốc tế cũng đặt lên vai đội ngũ lãnh đạo rất nhiều thách thức, đó là những diễn biến phức tạp, khó lường trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế, là những thách thức về an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, nước biển dâng, dịch bệnh, tranh chấp biển đảo, nạn tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong xã hội, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ đảng viên. Vâng, thưa quý vị, lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là hoạt động quan trọng, tạo cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan để lựa chọn ra những người thực sự xứng đáng. Vì thế mà việc đảm bảo tính dân chủ, công bằng trong quá trình này cần được thực hiện đúng trình tự, chặt chẽ, góp phần quyết định sự thành công của cuộc bầu cử và đảm bảo chất lượng của đại biểu. Ghi nhận tại hội nghị lấy ý kiến cử tri khu dân cư phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Buổi hội nghị lấy ý kiến cử tri ở khu dân cư CT12, phường Yên Hòa. Mặc dù tổ chức vào buổi tối, nhưng vẫn rất đông người dân tham gia. Đóng góp thẳng thắn, nhiệt tình và trách nhiệm, các cử tri đều đánh giá cao công tác lấy ý kiến này. Tôi cảm thấy cái quá trình mà hỏi ý kiến dân ấy là một cái hoạt động rất là bổ ích và rất là thiết thực. Các bác ứng cử đại biểu Quốc hội lần này ở khu tôi là rất là sâu sát với nhân dân, và nhân dân là được quyền nói lên những suy nghĩ của mình trước một cái thực tế mà dân cư chứng kiến, thì tôi thấy là đảm bảo được cái tinh thần là dân chủ và đoàn kết. Cái buổi mà tổ chức lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố, tôi thấy tổ chức rất là đúng quy định. Qua nắm bắt tiểu sử và cái tiếp xúc thường xuyên hàng ngày đấy, tôi thấy các đại biểu ở tổ dân phố tôi rất là xứng đáng. Nhờ lựa chọn thời gian tổ chức phù hợp, 122 cử tri của khu dân cư đã tham gia đầy đủ để đóng góp ý kiến cho các ứng cử viên. Những ý kiến nhận xét công tâm, bình đẳng đối với từng ứng cử viên đã cho thấy sự dân chủ trong quá trình thực hiện đúng theo luật bầu cử. Sau khi tìm hiểu kỹ, 100% cử tri đã biểu quyết cho tín nhiệm đối với từng ứng cử viên. Toàn bộ cử tri ở thành phố 38 này tham gia rất đông đủ, và đặc biệt là cử tri tham gia ý kiến đóng góp ý cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp rất là đầy đủ, rất là sâu sắc và rất là sát với cái thực tế của các ứng cử viên. Và chúng tôi cũng rất phấn khởi, cử tri nói rất là thẳng thắn, chân thành và trách nhiệm, có cái tinh thần xây dựng rất là cao. Chúng tôi xác định đây là cũng là cái đợt sinh hoạt chính trị để làm sao người dân hiểu rõ hơn cái quyền nghĩa vụ công dân của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu xứng đáng. Cố gắng là theo kế hoạch là đến 13 tháng 4, tất cả các cái hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú thì sẽ hoàn thành. Và trên cơ sở cái hoàn thành ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú là một cái kênh rất là quan trọng theo quy định, là để chuẩn bị cho cái báo cáo lại tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Người ứng cử sẽ không thể trở thành người đại biểu của nhân dân khi chưa được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú. Bởi cử tri nơi cư trú là những người sâu sát nhất, có đầy đủ thông tin nhất về đạo đức, phẩm chất chính trị cũng như năng lực của người ứng cử. Vì vậy, việc tổ chức công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là bước rất quan trọng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Trong phần tiếp theo của bản tin, Việt Nam tổ chức phiên thảo luận mở cấp bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững.
Cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 tập trung thảo luận xây dựng lộ trình mở cửa đón người nước ngoài và công dân vào Việt Nam sao cho an toàn nhất. Vào tối ngày 8 tháng 4, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã tổ chức phiên thảo luận mở cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an về chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hòa bình bền vững, tăng cường gắn kết để hành động hiệu quả hơn dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp. Đáng chú ý là việc Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất đề cập riêng đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hòa bình chỉ bền vững khi những hậu quả của chiến tranh, xung đột, trong đó có hậu quả của bom mìn được giải quyết. Trên bình diện quốc tế, các nước cần hợp tác để đạt được các kết quả bền vững trong khắc phục hậu quả bom mìn thông qua việc cung cấp tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho những nước bị ảnh hưởng. Hàng năm, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn gây thương vong cho gần 10.000 người, chủ yếu là dân thường và trẻ em ở các khu vực xung đột. Đó là một lời nhắc nhở rằng những vết thương hằn sâu do hậu quả của các cuộc chiến tranh vẫn đang tạo ra những tác động lâu dài, gây mất ổn định đối với việc kiến tạo hòa bình sau xung đột. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức cuộc họp quan trọng này và bày tỏ ủng hộ mục đích nhân đạo của việc hạn chế sử dụng bom mìn trên thế giới, ủng hộ các nỗ lực quốc gia và quốc tế nhằm khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nạn nhân, ổn định tình hình và phục vụ tái thiết. Tôi hoan nghênh việc nhiều nước đã đưa khắc phục hậu quả bom mìn vào kế hoạch hành động và ngân sách. Nhưng để nỗ lực của mỗi nước phát huy hiệu quả thì cần thêm sự hợp tác ở khu vực và quốc tế, hợp tác giữa các chính phủ với nhau và với Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức quốc tế. Qua hội nghị này chúng ta cũng chia sẻ với cộng đồng quốc tế là những cái hậu quả bom mìn, giải quyết những hậu quả bom mìn không chỉ là vấn đề nhân đạo mà còn là vấn đề phát triển. Thì trong qua từ kinh nghiệm của chính mình, Việt Nam là cái nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh cũng như của bom mìn. Chúng ta mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm làm sao mà giải quyết cùng với cộng đồng quốc tế giải quyết hậu quả này. Kết thúc phiên họp, Hội đồng Bảo an đã thông qua tuyên bố chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Bảo an do Việt Nam đề xuất đề cập riêng đến vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Văn kiện khẳng định cam kết của Hội đồng Bảo an và đề cao sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn. Tuyên bố cũng đề cập đến các nội dung mới quan trọng như tác động tiêu cực nhiều mặt của đại dịch COVID-19, khuyến khích tăng cường hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng, xem xét thành lập bộ phận chuyên trách về khắc phục hậu quả bom mìn trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Phiên thảo luận mở về khắc phục hậu quả bom mìn, một trong bốn sự kiện quan trọng trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an của Việt Nam, đã nhận được sự đánh giá cao của các nước và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nước nằm trong nhóm nạn nhân và các tổ chức liên quan trực tiếp. Nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại New York đã ghi nhận một số ý kiến. Việt Nam đã thể hiện rất tốt vai trò của mình khi đưa chủ đề khắc phục hậu quả bom mìn vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Bom mìn còn sót lại đang là mối hiểm họa với người dân và hệ sinh thái tại Sudan. Điều này làm cản trở quá trình phát triển. Ở Sudan, chúng tôi cũng cam kết phải dọn sạch bom mìn và các vũ khí gây nổ khác. Bên cạnh hoạt động rà phá, thì nâng cao nhận thức của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng là điều rất quan trọng. Cho tới nay, Sudan đã dọn sạch 1 triệu mét vuông cho các địa phương. Để đạt được thành quả này, Sudan đã làm việc chặt chẽ với dịch vụ hành động bom mìn của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi mong muốn vấn đề này sẽ tiếp tục được nêu ra và nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các tổ chức của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam. Tôi rất mừng là Việt Nam đã tận dụng vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an để nhấn mạnh vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn. Buổi thảo luận mở là sự kiện rất quan trọng, bởi vì Hội đồng Bảo an là cơ quan có trách nhiệm cao nhất của Liên Hợp Quốc trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới. Khắc phục hậu quả bom mìn cũng thể hiện rõ vai trò đó của Hội đồng Bảo an. Nguy cơ tiềm ẩn của vũ khí phát nổ là vấn đề cần được đặt ưu tiên cao trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã đạt được kết quả vượt bậc trong khắc phục hậu quả từ bom mìn.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn chặng đường dài để có được một cuộc sống không có bom mìn. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn chính phủ Việt Nam đã giữ và nhấn mạnh chủ đề này tại Hội đồng Bảo an. Thưa quý vị, cần xây dựng lộ trình mở cửa đón người nước ngoài và công dân vào Việt Nam sao cho an toàn nhất. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra vào ngày 9 tháng 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận việc áp dụng hộ chiếu vaccine hay nói cách khác là giấy chứng nhận vaccine đối với những người đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine vào Việt Nam. Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về hiệu lực bảo vệ của các loại vaccine phòng COVID-19 hiện nay chỉ từ 66 đến 96%. Bộ Y tế đề xuất các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam dù đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 nhưng vẫn phải cách ly 7 ngày và xét nghiệm PCR 2 lần để đảm bảo an toàn. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kịch bản rõ ràng để mở cửa du lịch trong thời gian sớm nhất, đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới và ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các tỉnh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để xem trực tuyến kênh VTV4, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ App Store và Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.